mối triệt phá đường dây mua bán hàng chục trẻ sơ sinh, phát hiện người phụ nữ hay lang thang ở bệnh viện sản có dấu hiệu bất thường, các trinh sát đã theo dõi lần ra đường dây buôn bán trẻ em quy mô lớn. Những ngày đầu tháng 7, trinh sát hình sự phát hiện người phụ nữ tên Trúc, nick Zalo là Thiên Trúc, thường có mặt tại bệnh viện sản Nhi Bình Dương với dấu hiệu khả nghi. Cô này thường xuyên tiếp cận các thai phụ đến đây khám hoặc dò hỏi nhân viên, y tá, điều dưỡng thông tin của sản phụ mới sinh con. Trúc tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Như, 29 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, tham gia nhiều nhóm kín cho tặng con nuôi trên Zalo, Facebook. Đánh giá đây có thể là đường dây mua bán trẻ em, hoạt động trá hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Dương xác lập chuyên án để triệt phá. Theo điều tra, Như thường xuyên đến các bệnh viện phụ sản, phòng khám thai tư nhân ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh làm quen với sản phụ. Khi biết người nào mang thai ngoài ý muốn, không muốn nuôi con do hoàn cảnh khó khăn, Như dụ dỗ họ cho con đi làm con nuôi để lấy 20 đến 30 triệu đồng. Sau đó, Nhi lên các nhóm chat của mình giao bán em bé vừa mua được với giá 35 đến 60 triệu đồng, kèm bộ hồ sơ giả, giấy chứng sinh, giấy xác nhận ADN, giấy khai sinh để hợp thức hóa nguồn gốc trẻ với giá 30 đến 40 triệu. Với cách thức này, trước đó Nhi và đồng phạm đã mua bán thành công 4 trường hợp ở Bình Phước, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ngày 15 tháng 8, ban chuyên án phát hiện đường dây này xê bán trẻ sơ sinh ở vùng giáp danh Bình Dương và Bình Phước. Khi Như ôm em bé lên ô tô 4 chỗ màu trắng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương, các trinh sát đã lập tức bám theo. Đến chiều hôm sau, tại đoạn đường DT744 thuộc địa bàn thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, trinh sát bắt quả tang cô ta bán trẻ em 7 ngày tuổi, thu giữ hai giấy phân tích xác nhận ADN, giấy chứng sinh giả. Như khai đã mua đứa bé từ người mẹ 25 tuổi, quê Tiền Giang với giá 15 triệu đồng và phải thanh toán hết tiền viện phí. Người mẹ này cũng đã bị bắt. Như thừa nhận, từ tháng 2 đến khi bị bắt đã mua bán 6 trẻ sơ sinh, trong đó đứa bé đầu tiên chính là con ruột mình. Từ lời khai của Như, ban chuyên án bắt khẩn cấp hai người tại Đắk Nông là Chu Thị Cúc Phương 40 tuổi và Nguyễn Thị Thùy Dương 22 tuổi, trong đó Phương mua bán 24 trẻ, Dương bán con ruột của mình và một trẻ khác. Ngoài ra, cơ quan xác định Phương còn tổ chức dịch vụ nuôi trẻ tại nhà. Nếu các thai phụ có nhu cầu bán con, Phương đưa về nhà mình tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, Đắk Nông nuôi. Chờ đến ngày sinh sẽ bắt đứa trẻ đem bán. Thời điểm Phương bị bắt, trong nhà có 4 thai phụ. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 8 bị can về tội mua bán người dưới 18 tuổi và làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu cơ quan tổ chức. 16 người liên quan khác mua bán trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé đang bị làm rõ hành vi phạm tội để xử lý. Nhà chức trách xác định nhóm nghi can đã thực hiện cho lọt 31 vụ, đến nay đã làm rõ 7 trường hợp. Đây là vụ án phức tạp, xảy ra ở nhiều tỉnh thành. Chúng tôi đang mở rộng điều tra, Đại tá Trần Bình Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết.